Rồi chào mọi người nha. Hôm bữa ngày hôm qua mình có cái bãi này im để bữa nay rảnh hay gì mình sẽ móc cái chỗ câu mới là chỗ này nha mọi người. Mình theo lời hứa mình sẽ móc cái lỗ này để buổi chiều mình câu. Buổi trưa thì nó nắng lắm mình móc buổi chiều mới câu được nha mọi người. Nhưng cái lỗ câu này rất là nhiều cá. Ở bên kia nó không có lục bình nhiều, bên này có lục bình nhiều, mình chịu khó mình bọc móc cái lỗ này nha mọi người. Đón xem buổi chiều mình câu có cá nhiều không nha mọi người. Ủa, cá đang ở trong đây láng lường đó. Đúng rồi, trong này là số 1 cá luôn á. Còn bạn Thương xuống móc cái lỗ này nè. Nó sâu đấy mới được. Ở mấy chỗ này là ra chút xíu là sâu hòm luôn phải không? Ừ. Này rất là lý tưởng nha mọi người. Mình thấy cái bãi này mê lắm nha mình. Bữa nay mới có dịp qua câu nè. Để móc để chiều câu nha mọi người. Cá này nha mọi người, bãi mới nha mọi người. Một con cá he. Wow. Đấy. Một con cá he nha mọi người. Đó, bạn Thường qua bãi mới là làm được con cá he đó. Bãi mới này lý tưởng lắm mọi người. Mình ghiền cái bãi mới này mấy bữa nay luôn mà không có qua câu được, bữa nay mới qua được câu nha mọi người. Quá trời cái lỗ mới này, quá trời cá luôn mọi người ơi. Xem khúc cuối coi chừng có cá to nha mọi người. Mọi người đón xem nha. Mọi người coi cá nào mọi người, nó chưa tới mé này luôn nè. Thức ăn để xuống là như nó làm hết trơn luôn. Không dám gãi luôn. Quá cá à. Gãi nào coi không? Cho gãi cho người ta coi không? Gãi. Nói gì? Bây giờ mình thử gãi một miếng cho mọi người coi nha. Thức ăn nè. Đó. Cá thiên nhiên mà nó giống như cá hầm luôn mọi người. Tại vì cái sông này lớn mà nó dồn cục lục bình nè. Tổng ra mình me nhưng mà mình không có dám chưa có qua đây được. Nay mà sáng này mới qua đây móc lỗ. Giờ cũng còn nắng lắm nhưng mà mình qua mình câu luôn. Tại vì thấy ham quá mà chờ lâu như chịu cũng không nổi. Mọi người đón xem nha. Dính dính dính. À cái này dính. Còn cái này dính nữa nha mọi người. Kéo cái thào của anh nữa. Cảm ơn mọi người. Cái bước vô sẽ đem ăn đêm bốn nhân 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 nhân. Cá cha có. Ai dữ dữ. Mẹ phao anh, phao này lâu luôn. Cá mày dính nữa mọi người. Có chữ dính chụp rồi. Đó. Ôi con này nó mập. Bên này cá mập mập không mà. Cá nút lử luôn ăn mạnh ghê ta. Cá to lắm. Bây giờ nó ăn, giờ còn nắng nó ăn vậy là mát câu đã lắm mọi người. Mọi người đón xem coi mình có dính cá nào bự không nha. Buổi câu giờ tới chiều coi có dính cá nào bự không. Chắc chắn là sẽ có cá bự nữa mọi người. Chuẩn bị nó kéo xuống nha. Đút phao một cái coi. Cá này nghe quá rẻ. Phao ngoài rẻ luôn. Mà lại ăn kiểu kỳ vậy ta. Thấy khó chịu nha. Ở con cá gì nó lên thêm móng nữa vậy? Mấy cá gì đó. Con này dinh đó nha mọi người. Sao mày nó ăn mạnh lắm. Còn bạn Thương ngồi mà mồ hôi ra y như tắm ướt áo luôn mọi người. Quá nắng rồi. Ghiền quá trời luôn. Không có chờ được tới trời mát nha mọi người. Phải qua sớm. Đã thấy cái bãi cái tự nhiên cái câu mấy chỗ khác không được. Phải đòi qua đây cho được nè. Dù cho trời còn rất là nắng nhưng mà ráng cố gắng câu. Giờ quá giờ 3 giờ đó là đúng. Giờ này là giờ cao điểm nắng nha mọi người. Không có gió luôn. Ngồi ở đây đã thiệt. Tí nhảy ra ngoài luôn.
dính này, dính này, dính ấy. Cái gì á? Cái kỳ đỏ nó lâu quá ha. Nè, lên một con, lên con nữa nha mọi người. Cá kỳ đỏ. Wow. Từ từ chiều chiều mát mát tí nó mới ăn nhiều nha mọi người. Giờ lên ra gai không à. Chưa có lên liên tục được. Mát xíu nữa mới liên tục. Cá kỳ đỏ này chạy ghê ha. Ừ, chạy ghê. Lạng 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 tưởng cá tra nữa chứ. Cá tra nó đầy không à. Đi dính nữa mọi người ơi, dính nữa. Đó. Mày dính nữa. Dính quá à. Không à. Rồi nó uống mọi người ơi, nó uống nù nó trắng phao luôn. Nhất giờ để xuống là dính không à? Coi nó nè mọi người, thấy dính già dạ, uống nù không? Nù. Bốn tay. Nhiều này còn ngon. Quả gì ghiền là chỗ đó thôi. Nãy giờ ngồi bên kia mà cái giật liêu lẹ cho mà cá mini không à. Cái đít nó nhắm lên hoài, rồi qua bãi mới khăn. Bãi mới quá hấp dẫn. Cái mà người nhả nha. Cái gì chạy chưa? Ừ, nó chạy trong đá nục bình nè mọi người. Chạy thích rồi. Dính lửa cầu trong rồi. Ôi ra. Cá kỳ đỏ nó bự. Cá kỳ đỏ mọi người. Chà bá luôn nha. Nó chạy dữ quá chạy. Chà bá luôn trời. Cá này muốn bự nhất rồi nè. Quá yêu. À, giờ nó ăn lại mọi người. Còn nó quá, giờ nó dịu dịu lại được xíu mà. Nó đứng sững luôn. Tiểu cường. Một tiểu cường mini mọi người. Con cá mày dinh mini nha mọi người. Nãy giờ chưa lên cái nào hai con hả Thương? Chưa được cái nào hai con nha mọi người. Chờ xem thế nào cũng sẽ có cái hai con nha mọi người. Cá lớn cũng sẽ có nhưng mà không biết khúc nào nó lại ăn nha mọi người. Giờ tới chiều chắc có à, thế nào cũng có mọi người, đón xem có cá bự hết. Cá lồng tông. Anh thằng ngu. Cá lồng tông nha mọi người. Cầu dính cá lồng tông mọi người. Dính cái đùi chứ mà dính cái miệng. Cá này hay cái kia rồi, ta đang gọi ngang cho ta làm cái này. Nó mới vừa bơi ngang á, giật lên nó không biết cái vụ gì trơn. Ủa sao mình dính được cá nữa mọi người. Cá nó rẻ nữa nha mọi người. Dính nữa mọi người ơi, dính này. Lên con cá mè nữa. Một con. Lên con nữa nha mọi người. Quá cá rồi. Giờ nó ăn mạnh lắm. Giờ đưa xuống là nó ăn liền rồi mọi người ơi. Wow. Giờ cá ăn mạnh nè bạn ơi. Cái gì? Mì dinh. Lại tiếp tục mì dinh. Cá mì dinh nữa nha mọi người. Mì dinh to không à? Để lên con cá mì dinh nữa nè. Tại luôn. Cao dính cá bạn Thương hút thuốc không kẹp luôn nè. Bập đi thuốc mà quẹt cũng phải nhìn để nó giật cái mắt tiêu, giật lên lưỡi câu không nhả ra nha mọi người, cá nó khôn lắm. cá mày dinh nữa mọi người ơi, để nguyên ổ cá mày dinh luôn à. À rồi nhảy à, lên tiếp cá mày dinh nha mọi người. Tiếp tục cũng là con cá mày dinh. Chưa lên con cá gì khác, chưa dính con cá dồ đẻm hoặc con cá tra nào hết nha mọi người. Cá mè dinh với cá he. Ôi dính mọi người ơi, dính cá tra mọi người. Rồi. Lên luôn. Hai con luôn mọi người ơi. Hai con nè. Hai con cũng lúc nè. Con này dính cá tra ú nu nha mọi người. Ừ. Lên con cá mè. Ui thấy em. Im mọi người ơi, ú nu nè. Quá. Nãy giờ mình mới xuống cần máy mình thử dưới đáy nha mọi người. Mình dưới đáy có cá tra. Rồi ok rồi đó mọi người. Mình thử giờ tới chiều thế nào có cá tra bự. Mọi người đón xem nha mọi người. Xem cuối clip sẽ có cá bự nha mọi người. Lột. Cá dưới gì? À cá he mọi người. Cá he, một chú cá he. Nãy giờ mới thấy lại chú cá he nha mọi người. He bự. Ú nâu con cá này. Kho. Kho tiêu. Quẹt ăn cơm thì thôi khỏi chê đâu mọi người.
Chín cá cha. Chứ lên con cá cha nữa mà thằng ơi. Nãy quên nó không nó không kêu bên nữa. Nó quạt cái luôn hả? Lên con cá cha. Dính nó ngoài dính vô luôn trời. Ghê mọi người. Dính ở dưới móc lên nè. Yeah, hai con nha mọi người, hai con cá cha. Đó quá mát rồi. Giờ này câu mới đúng bài, nãy giờ hai em chảy mỡ cho mọi người. Mọi người dính, cái gì? Vô quá vô rồi. Thế hồi mát. Giờ lên con cá trắng nữa nha mọi người. Trời mát mát này, cá nó ăn lại mọi người. Cá nó ăn mạnh. Bạn thường chịu hết nổi, bạn thường đi phóng săn mọi người. Cá nó ăn rồi sao? Làm gì xuống đó, xuống sông nấp cho tà. Đừng quá chịu hết nổi phải không? Ôi cá ăn rồi mọi người. Dính cá mọi người. Cá mày dính. Dính con mày dính. Được con này dinh nha mọi người. Đây được con này dinh. Mọi người thấy. Tôi giật. Ôi, cẩn thận hơn cá mà dinh to to mọi người ơi. Dinh cần của em chứ luôn cả. Hai con mọi người ơi. Hai cá bự. Hai con cá luôn. Hai cá bự từ từ. Hai con nha mọi người. Mỗi cần một con. Hai con. Dinh bự luôn mà mọi người ơi. Tại vì câu sát đáy nên cá bự nha mọi người. Trời ơi, giật cái con này dính con kia luôn mới ghê chứ. Quá dữ. Nó giật mà nó hả. Nó dặn cặn đi luôn. Giật cái giật quá giật luôn mà. Đó gì mọi người, hấp dẫn à. Giờ mình có tinh thần trở lại nha mọi người. Nãy nó ăn ra dai mình không có ham lắm mà bây giờ đầu ăn mạnh này. Quá trời non luôn rồi. Hai con này dưới luôn. Ngàn chi cọng dây nó không chìm được xuống tới dưới đất nữa nha mọi người. Nó còn nằm trên này là đã lụm hết rồi. Ui quá hấp dẫn mọi người. Lên được cái hai con rồi. Vô phòng sao bạn thương thấy nãy giờ chịu nổi vô nhẫn xong cái đi. Mình sắp nhẫn xong rồi nha mọi người. Nắng quá. Ghê ta. Cái gì? À cái này dính mọi người. Xuống giờ là lên con cá ăn quá ăn rồi. Cá giờ ăn lại nhiều nha mọi người. Quá ăn. Cái bãi này hấp dẫn. Ồ, chống chừng cái thoải mái người tôi gì đâu. Cũng hy vọng chiều hôm nay không mưa nha mọi người. Thấy chuyện cũng đen đen hết rồi. Mình thấy cũng trống trống chân nha mọi người. Mà đi cạnh là chiếc máy đen rồi không? Cái đen đen nè. Đó, hy vọng là cơn mưa sẽ qua để mình tiếp tục câu nha mọi người. Đang chờ lên con cá tra bự bự xíu cho nó hấp dẫn nha mọi người. Mà chưa lên mọi người đón xem nha. Giờ tới chiều có con nào bự luôn nha. Dính. Ê cái gì cá rô phi. Rô phi mọi người. Giờ tới mày cá rô phi nha mọi người. Phi nó vô rồi đó. Tư luôn nè. Lên tìm quá trời luôn mọi người. Quá gì. Con rô phi. Nó ăn cái phao anh lên tìm kìa. Lên tìm rồi đó kìa. Ghê không? Ôi trời ơi, mồi này mà dính cá lăng luôn mọi người ơi, mọi người. Mồi chắc mình đem mồi trùng mọi người ơi. Quá đã. Quá trời cá lăng à. Quá cá lăng to quá. Mày nhìn lại. Ơi mai mình lấy mồi trùng á. Lấy mồi trùng câu ngon à. Mồi trùng cá lăng đã lắm nè. Cá lăng. Ô trời ơi. Cá lăng mạnh kia luôn. Ôi đã quá trời đã. Chừng đâm á. Dài nó bén. Lăng quá trời cá lăng à. Cá lăng hết thế cá lăng thiệt. Hai con rồi đó. Cái chỗ này sâu lắm, cá lăng nhiều lắm. Ừ. Buổi chiều mình câu mồi trùng bên kia có cá lăng mà qua đây câu mồi thức ăn thôi nha mọi người. Thức ăn cá lăng nó
đói dữ lắm nó mới ăn thôi chứ không phải mồi của nó nha. Ê, từ từ nó mới lôi ra nghỉ lúc phao nổi lên. Trời ơi, ô trời, cái gì á, biết đâu tôi hết hồn tôi giật luôn. Càng càng là đâu sao sao đâu vào lúc này nè. Dính luôn hay gì đó nè, dính luôn rồi đó. Ờ rồi nghỉ cái phao nó phình lên luôn rồi. Ơi cá nó nhảy ra kìa. Dạ, dạ. Giờ để em đổ mai dương với giờ. Em mình câu buổi trưa nên nha mọi người. Giờ mình cũng anh em mình sẵn về. Sẵn về kết thúc clip sẵn về mọi người. Trời chuyển mưa quá à. Cái làm. Mình chuyển từ cái thùng mới cái gọn. Thành quả câu buổi trưa hôm nay nha mọi người. Trưa và xế. Mình về xong rồi ăn chút xíu mình trở qua lại nha mọi người, trở qua mình câu buổi chiều tối nữa. Đây thành quả câu nè mọi người. Mở cái này coi. Xin hẹn mọi người tiếp kế theo kế tiếp nha mọi người. Rồi, bye bye. Chúc mọi người một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chào mọi người, hẹn lại tiếp sau. Bye bye. Bye.